Chào mọi người trở lại với Hiểu Biết Cày, kênh chuyên chia sẻ những kiến thức mới nông nghiệp cũng như là cung cấp những cái giải pháp trong nông nghiệp. Thì ở trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ một số cái nội dung về một cái nông cụ, đó chính là dàn xới. Về máy nông nghiệp thì cũng đã chia sẻ rất là nhiều ở trong cái kênh Hiểu Biết Cày rồi. Thì hiện tại công ty cũng đang cung cấp những cái nông cụ mà nó phù hợp với từng cái nhu cầu, từng mục đích sử dụng của từng anh. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ, bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn cái sản phẩm phù hợp nhất. Tại vì sản phẩm ở đây nó đa dạng phong phú lắm. Ở Việt Nam mình hiện tại thì những cái mặt hàng về nông cụ, máy nông nghiệp thì đa dạng phong phú lắm. Người nhìn sơ nghe cũng thấy rất là nhiều. Và phía bên đó là những cái dàn cày cũng như là một số cái dàn xới. Dàn cày thì của Mahindra cũng như là CMT. Dàn cày thì ở đây của Mahindra nè. Bên đây thì dàn xới. Hôm nay mình chia sẻ một số cái thông tin về một số cái dàn xới thôi. Với Mahindra là một cái thương hiệu của Ấn Độ, nó là một tập đoàn thành lập năm 1945, hiện tại đến cũng khoảng 80 năm rồi, khoảng 80 năm. Thì dàn xới hiện tại của Ấn Độ thì chúng ta sẽ có Sturman cũng như là Mahindra ở còn những cái sản phẩm khác nữa mà mình cung cấp thì có thể là dàn xới Greenland. Nó sẽ có nhiều cái loại phù hợp với cái nhu cầu để sử dụng khác nhau. Máy cày cũng tương tự luôn. Máy cày thì nó cũng có rất là nhiều thương hiệu, thì Kubota, Yanma, rồi Jeter, John Deere hoặc là Mitsubishi gì đó, còn nhiều nữa. Video này mình chia sẻ ngắn thôi. Ở đây thì nói sơ về một dàn xới Mahindra thì hiện tại nó đang một số cái ở đây hiện tại nó đang sử dụng sổ đôi nha, sổ đôi và xài sơn. Ấy quên, nó xài nhông chứ nó không xài sơn. Bên đó cũng là một số cái dàn xới nhưng mà đang đầy bạc rồi. Ở đây để mình cho mọi người xem về cái sọ của cái chiếc của cái dàn xới này trước. Đây là cái vị trí cái sọ nè. Cái sọ này á thì nó là sọ đôi, thì chúng ta có thể thay đổi được cái tốc từ trên cái hộp sọ này luôn. Nhưng mà có một phần á, là về cái sọ đôi này á, thì nó sẽ có được cái chiều dài, cái chiều rộng, nhưng mà nó không có cái chiều cao giống như những cái sọ đôi của Nhật. Tại vì cái sọ của thằng này thì cái dĩa ở đây á, nó nhỏ nhưng mà đảm bảo vẫn truyền lực được cho từng cái công suất máy khác nhau. Ông này là ông BTO. Bên trong cũng còn rất là nhiều. Kích thước hiện tại ở đây có đâu đó là khoảng từ 2m đổ lên, 2m, 26, 27. Như nãy mình thấy có dạng 2m 26 nữa. Bên kia thì dạng cài. Thì đó là một điểm về cái sọ đôi. Thì hiện tại thị trường dàn xới mà sọ đôi mà mới 100% thì cũng rất là ít. Ít lắm. Chỉ có những cái dàn bãi Nhật, mấy cái thằng Niplo đồ, hoặc là một số thằng Shibura thì cũng hình như mình cũng có thấy một số cái sọ đôi. Còn thêm một cái điểm ở trên những cái dàn này nữa, dàn này là những cái dàn mặt bích nha. Mặt bích lưỡi của nó thì sẽ lớn hơn. Bản này nó lớn hơn mấy cái lưỡi của Greenland. Nói chung là tùy cái vùng đất mà sẽ có cái loại khác nhau thôi. Nếu mà cái vùng đất khác thì sẽ có những con dàn xới Greenland. Ở đây thì nó xài nhông chứ nó không có xài sơn. Cái nhông thì nó cũng có ưu điểm của cái nhông, và cái sơn nó cũng có ưu điểm của cái sơn. Với nhông thì cái ưu điểm của nó là sẽ giảm tiếng ồn. Nó giảm tiếng ồn, với lại cái quá trình bảo dưỡng của chúng ta trong quá trình sử dụng nó sẽ ít hơn là xài sơn. Còn xài sơn thì nó sẽ không, cái tính đàn hồi của nó không có đàn hồi, nên đảm bảo được cái việc nó không bị tiêu hao cái công suất làm việc. Còn nhông thì nó một phần nó đàn hồi, tùy vào cái kết cấu của nông cụ cũng như là cái chiếc máy mà mình sử dụng cho cái nông cụ của mình. Còn việc bảo dưỡng về sơn thì chúng ta phải bảo dưỡng rất là kỹ, và sơn nó sẽ xảy ra tiếng ồn khá là nhiều. Nói chung là mỗi ông nó có mỗi cái ưu điểm, mỗi nhược điểm riêng. Đối với những cái nước Ấn Độ hoặc là một số khu vực tại anh em của Ấn Độ, một số cái nước như Trung Quốc nữa, họ cũng có sử dụng nhông như thế này. Người ta cũng như một số nước châu Âu, ví dụ như là hoặc là châu Úc, như Úc thì cũng nó cũng sử dụng nhông mà, chứ mình ít thấy dây sơn. Còn đối với dây sơn thì mình sẽ sử dụng cho những cái chiếc máy mà hoặc là những cái tải trọng lớn. Còn nhông thì sử dụng cho những cái tác vụ, những cái tải trọng vừa phải nhỏ. Về nói chung máy ở Việt Nam mình thì với những cái nhu cầu bình thường thì cái tải trọng nó cũng vừa phải rồi, nó không quá lớn. Đó là một số một trong những cái ưu và cái nhược điểm của sơn và xích, nó tùy cái anh nào thích cái nào thôi. Còn về dạng xới thì nó cũng đa dạng phong phú. Về giá cả thì mình cũng
sẽ chia sẻ cho mọi người ở trong cái video sau. Thì sắp tới mình sẽ chia sẻ công khai hết tất cả các dụng cụ cũng như là những cái con máy mới về giá cả để mọi người tham khảo xem ở trên YouTube hoặc là trên một số cái thông tin mạng xã hội khác, thì sau đó mọi người cũng có được cái quyết định gọi hoặc là chốt luôn ở trên đó, chứ không cần phải chúng ta không cần phải trao đổi hỏi giá cả được nhiều. Về máy cuốn rơm thì có những cái máy cuốn rơm cải tiến mình cũng đã chia sẻ rồi. Máy cuốn rơm thì giá hôm trước là cũng công khai là 52 triệu, những cái máy cuốn rơm cải tiến về trục chính, về sên, về nhông các thứ. Còn những cái dàn này thì sắp tới chắc mình sẽ có một chương trình chạy demo ở khu vực miền Tây, sẽ tổ chức hội thảo để cho những cái dàn Mahindra này ra khu vực miền Tây. Với Mahindra thì mọi người cứ an tâm đi, cái thương hiệu rất là nổi tiếng, độ dày dặn của nó thì nó khá là dày. Còn nó dày như thế nào á thì anh em khu vực miền Tây hoặc là cái khu vực nào mình sắp làm mình sẽ phổ biến cho mọi người để mọi người đến đó để xem thực tế, xem chi tiết, cùng để cũng muốn xem những cái ý kiến của mọi người như thế nào để đóng góp cho hãng nó cải tiến lại những cái vị trí mà ở Việt Nam của chúng ta đang muốn nó cải tiến. Nhưng sản phẩm này nó dày dặn lắm, nông cụ cũng 40-50 triệu, 50-60 triệu thì cũng là một số tiền không nhỏ, nên phải lựa chọn cho đúng nhé. Thì video cũng hơi dài tí rồi, sẽ chia sẻ cho mọi người thêm video sau. Anh chị nào có nhu cầu cứ liên hệ bên mình, sẽ hỗ trợ tư vấn cho mọi người về máy nông nghiệp cũng như là những cái nông cụ luôn. Tại Việt Nam, anh chị nào có nhu cầu cần tư vấn thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua cái số điện thoại trên màn hình, hoặc có thể đến trực tiếp tại công ty. Chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi người tư vấn những cái chiếc máy mà phù hợp nhất với nhu cầu của từng người.